Rồi. Thôi anh đi anh, nào. Anh đã bảo em không ăn. Bố. Tối nay mẹ cho con đi chơi đấy. Cô là đối tác hả anh? Bố ơi, mẹ vừa mua cho con quả bóng bị bay mất rồi, bố mua cho con quả mới đi. Ừ. Vâng, đi ra đây với mẹ, để cho bố có việc phải giải quyết. Nhanh. Mà bố con mình đi mua bóng bay đi. Anh ơi rồi, anh bảo là anh mất trí nhớ à? Thế tại sao anh vẫn nhận ra tôi? Anh mới khôi phục trí nhớ gần đây thôi. Thế tại sao nhớ ra rồi mà không đi tìm? Còn có tôi với mẹ trên cuộc đời này của anh cơ mà. Anh có tìm về. Nhưng anh nghe người ta kể, nhà bị siết nợ rồi. Em với mẹ thì đi đâu không ai biết cả. Ai cũng nghĩ thằng Sơn mình chết rồi. Anh có lỗi với em. Anh có lỗi với mẹ. Nhưng lúc đấy anh không dám đối diện với mẹ và em. Thả thằng Sơn để chết đi thì mẹ và em đỡ khổ. Thì anh nghĩ rằng là cái việc mà anh chết ở ngoài biển rồi, cái việc mà anh, cái thân xác của anh làm mồi cho tôm cá thì nó dễ dàng hơn người nhà. À, chính vì như thế anh mới phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, làm lại cuộc đời anh mới chuộc lại được căn nhà. Lúc đấy anh đưa mẹ và em về. Anh có biết là những năm qua em với mẹ sống như nào không? Lúc mà em nhớ anh, em cũng chỉ biết gọi tên anh thôi. Lúc mà em buồn, em nhìn đến gì ảnh của anh ở trên bàn thờ, em nói chuyện với anh. Rồi ai muốn đánh, muốn mắng, muốn chửi em như thế nào ấy, em cũng cắn răng mà chịu đựng. Cuộc sống của những năm qua với em là như thế đấy, anh có biết không? Anh là đồ tồi.